người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông ngồi dặn ra bờ sông được 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, còn mẹ thì lại quay nghe rồi bảo. Mẹ bảo sao vậy anh? Mẹ bảo thằng Tâm cái tính nó cộng đàn, sợ sau này con Hồng về bị nó ăn hiếp, nên bà cứ dùng dần chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa. Dòng sông chờ mới
chưa hẹn chầu sao vậy em? Anh bảo cái thằng Tâm bây giờ làm thương gì? Tâm đó tiền là nước đồng đội thương nhân quý. Nghe nói chưa tròn đâu chỉ quay đầu tên tay mẹ dừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ run sẽ không phải bên là trọn đời chỉ muốn